Thưa quý vị và các bạn, vào sáng ngày 4 tháng 10, Công an thành phố Thủ Đức phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh khám nghiệm hiện trường điều tra vụ án hai mẹ con tử vong sau khi rơi từ tầng 12 chung cư xuống đất. Trước đó, vào lúc hơn 4 giờ sáng cùng ngày, khi người dân đang tập thể dục ở khuôn viên bên tòa S102 của khu chung cư cao cấp nằm trên đường Nguyễn Xiển, phường Long Thạnh Mỹ, thành phố Thủ Đức thì nghe thấy tiếng động mạnh. Khi đến kiểm tra thì họ phát hiện thi thể của người phụ nữ cùng một bé trai mới sinh. Bé trai còn thở nên nhanh chóng được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng bé cũng không qua khỏi. Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ nguyên nhân. Qua xác minh ban đầu, người phụ nữ tên là chị NTTT, 33 tuổi, quê ở Nha Trang, Khánh Hòa, còn bé trai là con của chị này mới sinh được 3 tháng. Chị T vừa sinh đôi, một trai, một gái, đang sống cùng chồng và mẹ chồng tại tầng 12 của tòa nhà S102. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác, thưa quý vị, liên quan đến vụ việc hiệu trưởng lấy sổ đỏ nhà trường đi cầm cố vay mượn số tiền gần 1 tỷ đồng. Ngày 3 tháng 10, Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình có thông báo kết luận kiểm tra, đồng thời đề nghị kỷ luật cá nhân sai phạm. Hiệu trưởng liên quan đến sự việc nói trên là ông Mai Thanh Huyền, hiệu trưởng trường tiểu học số 2 Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Quyết định của Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Tuyên Hóa nêu rõ, ông Mai Thanh Huyền đã vi phạm trong việc vay mượn tiền của các tổ chức cá nhân, thuê xe ô tô của người khác, sử dụng khuôn dấu của trường không đúng quy định, sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của trường tiểu học số 2 Châu Hóa, quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng của bản thân để cầm cố vay mượn tiền, dẫn đến không có khả năng thanh toán với số tiền là 960 triệu đồng. Cũng theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Tuyên Hóa với trách nhiệm là bí thư chi bộ, hiệu trưởng trường tiểu học số 2 Châu Hóa, ông Huyền đã thiếu rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của người cán bộ, đảng viên, thực hiện những điều đảng viên không được làm. Những khuyết điểm vi phạm của ông Mai Thanh Huyền là nghiêm trọng, gây dư luận xấu ở trong cán bộ, đảng viên, nhân dân và tổ chức. Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Tuyên Hóa đề nghị các tổ chức đảng, cơ quan liên quan căn cứ vào tính chất, mức độ, hành vi vi phạm của ông Mai Thanh Huyền để tổ chức kiểm điểm, có hình thức kỷ luật nghiêm minh theo đúng quy định. Hôm qua, thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện một ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên tại Việt Nam. Đó là một phụ nữ 35 tuổi đi du lịch từ Dubai về với triệu chứng sốt kèm mệt mỏi, ớn lạnh, đau cơ, đau đầu và ho. Xuất hiện các nốt đỏ ngứa ở trên cánh tay, thân mình và mặt. Ngay sau khi phát hiện ca đậu mùa khỉ đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh, ngành y tế thành phố lập tức triển khai những biện pháp khoanh vùng, cách ly, đảm bảo không lây nhiễm ra cộng đồng. Và để có những thông tin chính xác nhất về tình hình bệnh cũng như những giải pháp trong thời gian tới, phóng viên của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC đã có cuộc trao đổi với giáo sư, tiến sĩ Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Vâng, thưa ông, vừa qua thì chúng ta đã ghi nhận một trường hợp đầu tiên mắc bệnh đậu mùa khỉ tại thành phố Hồ Chí Minh. Vậy ngay sau khi có cái thông tin này thì Bộ Y tế đã có những cái động thái nào đối với ca bệnh này ạ? Đây là cái trường hợp bệnh nhân nữ 35 tuổi mắc ở nước ngoài, sau 4 ngày thì về Việt Nam, có nghĩa rằng là ghi nhận các cái biểu hiện lâm sàng vào ngày 18 tháng 9 và ngày 22 tháng 9 là về Việt Nam và ngày 23 là chủ động đến khám tại bệnh viện Từ Dũ và sau đấy được cái sự tư vấn để vào bệnh viện Gia Liễu thành phố Hồ Chí Minh và sau đấy vào bệnh viện Bệnh nhiệt đới. Các cái trường hợp mà có tiếp xúc, kể cả đối với những người trong gia đình cũng như cán bộ y tế, đã được ngay từ đầu đã có được cái sự theo dõi, giám sát để không có các cái biểu hiện khác, và đến nay là đã hơn 10 ngày đối với những người này không có các cái biểu hiện mắc đậu mùa khỉ. Về các cái kết quả xét nghiệm nói rằng là ngay khi ngày 23 tháng 9 thì đã được lấy mẫu xét nghiệm tại Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và bằng kỹ thuật real-time PCR và đã cho kết quả dương tính. Vâng, thưa ông, vậy thì từ ca bệnh xâm nhập đầu tiên này, ông đánh giá như thế nào về nguy cơ mà xâm nhập của đậu mùa khỉ vào cộng đồng trong Việt Nam ở thời gian tới ạ? Kể từ khi phát hiện, khi có các cái biểu hiện nghi ngờ thì đã coi như một trường hợp dương tính và xử lý một cách toàn bộ các cái biện pháp, kể cả đối với thành phố Hồ Chí Minh và cả đối với Bộ Y tế. Các cái trường hợp giao cho các viện, các sở khoanh vùng xử lý và Bộ Y tế cũng đã gửi văn bản cho Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để huy động các nguồn lực để ra soát, đánh giá, và phải nói rằng là
trong các cái nghiệp vụ để chúng ta điều tra nó làm thế nào đấy nó ổn định tâm lý của những cái người khai thác. Vì đối với trên thế giới, những cái người mà bệnh đậu mùa khỉ thì phải có cái cách tiếp cận đầy đủ hơn dịch tễ để đảm bảo. Và cho đến nay thì với các cái đánh giá lây nhiễm đã được khoanh vùng, đã xử lý các cái người tiếp xúc cũng như nguồn lây nhiễm là ở nước ngoài thì khó có cái khả năng đối với trường hợp này lây lan trong cộng đồng Việt Nam. Vâng, cảm ơn giáo sư Phan Trọng Lân về cuộc trao đổi này.